bao pha chế thì bao lâu có thể kinh doanh trà sữa? Là một ngày, một tuần hay một tháng? Hay chính xác là bao lâu? Các bạn khi đặt câu hỏi này thì không ít lần đã lên Google hay YouTube để tìm kiếm các cái thông tin, đúng không ạ? Nhưng mỗi bài viết lại có câu trả lời khác nhau. Lúc thì bảo học vài ba ngày, lúc lại là vài ba tháng. Có nơi thông tin lại viết cả năm liền. Vậy đâu mới là câu trả lời chính xác? Thực tế, các khóa học pha chế trà sữa cơ bản thường sẽ chỉ kéo dài là từ vài ngày cho tới một tuần. Sau đó, các bạn có thể đủ kiến thức cơ bản để nắm vững công thức và thành thạo trong việc sử dụng các dụng cụ máy móc. Hiện tại thì bên Hiền đang có lớp học pha chế miễn phí vào thứ năm hàng tuần. Cam kết có thể tự thực hành tại nhà chỉ sau một ngày với các món như trà sữa, trà hoa quả và cà phê. Nghe tới từ miễn phí là các bạn rất hoài nghi, đúng không ạ? Làm gì có ai cho không ai cái gì, chắc là đủ thứ chi phí phát sinh. Rồi học một ngày thì liệu đây có phải là một khóa học chất lượng hay không? Hãy cùng phỏng vấn một đại lý bên mình xem như thế nào nhá. Em có thể chia sẻ cho khán giả biết rằng em tới học lớp pha chế của bên trà sữa Pozzati thì em có bị mất chi phí gì hay không? Dạ không ạ, khi mà em đến học pha chế của công ty thì em không mất bất cứ một chi phí nào cả, công ty miễn phí hoàn toàn 100% luôn. Công ty còn cho em sử dụng nguyên liệu, dụng cụ và thiết bị pha chế hoàn toàn miễn phí. Hôm em học thì cũng có khoảng 30 anh chị em ở các ngành nghề khác nhau cũng đến học cùng với em chị ạ. Vậy thì sau cái buổi học đầu tiên ấy, em có thể tự pha chế được những cái món trà sữa như thế này hay không? Khi đi học thì công ty có phát công thức cho em. Trong quá trình học thì ngoài được học lý thuyết, em còn được thực hành nữa. Học xong thì em cũng được gửi các video hướng dẫn, nếu như mà em quên cách pha chế thì em có thể xem lại. Một vài ngày đầu sau khi mà em test công thức ở nhà thì em cũng khá là luống cuống. Nhưng mà tới lần thứ 3 thì em đã có thể nấu rất là nhanh. Chỉ trong vòng một vài tiếng là em có thể nấu được vài trăm ly trà sữa để bán cả ngày luôn chị ạ. Trước đây thì em đã từng học lớp pha chế ở đâu chưa mà em lại pha chế được nhanh như vậy? Trước đây thì em cũng từng kinh doanh các loại nước uống truyền thống rồi và em cũng đã từng làm trà sữa rồi, nhưng mà các món này thì em pha chế theo bản năng thôi, có hôm thì pha rất là ngon nhưng mà có hôm thì lại không có ngon được như thế. Thì sau khi mà em được học pha chế tại Pozzati thì em thấy là các công thức ở đây mình đều được cân đo đong đếm theo đúng như định lượng, mình chỉ cần thực hiện theo đúng như công thức thì sẽ cho được ra cái hương vị rất chuẩn của Boza luôn. Em thấy là ngoài những người ở độ tuổi của em thì còn có các bạn học sinh, sinh viên, ngoài ra còn có những bác 62 tuổi rồi mà mọi người vẫn học pha chế được như bình thường. Mọi người ở đủ các ngành nghề khác nhau như là văn phòng, spa, kinh doanh hay là làm nông nghiệp hay là công nhân, ai cũng có thể làm được, ai cũng bán được, bởi vì công thức của Boza đã vô cùng là rõ ràng rồi. Đúng là như vậy đó các bạn ạ. Đại lý của Pozzati đến từ nhiều ngành nghề khác nhau và đều có thể chung mục tiêu là nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. Rất nhiều đại lý bên Hiền ở các khu vực xa như Hồ Chí Minh hay Cà Mau hay Phú Yên và không có nhiều thời gian di chuyển ra Hà Nội đều lựa chọn học pha chế online và cũng vô cùng thành công. Anh chị em nào mong muốn học pha chế miễn phí thì hãy liên hệ ngay với Hiền qua hotline trên màn hình để được tư vấn hỗ trợ, và chỉ còn đúng 20 slot duy nhất dành cho 20 người nhanh tay đăng ký nhất. Và bây giờ Hiền xin chào và hẹn gặp lại, và nhớ follow kênh của Hiền để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về đào tạo pha chế nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Pozzati chuẩn chất lượng.